Của chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý chị em cán bộ công nhân viên của xí nghiệp nhân ba may Nhà Bè đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm tạ. Nằm xa xứ. Gia đình của chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban trị sự của Hội các bà mẹ Công giáo Giáo sư Đồng Tiến đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Thương nhớ làng quê, thương mẹ mỗi mòn chờ đón con về. Thương mẹ già một nắng hai sương, con phận nghèo nên phải tha phương đi xa nhớ nhà. Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị trong hội người cao tuổi của khu phố 6 đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình chúng tôi được chân đi xa nhớ mẹ ruột đau chín chiều. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ gì mẹ quê yêu dấu. Năm tháng quặn hiu, thân mẹ cánh cò ngược gió sông chiều. Con của mẹ đang trẻ thơ ngây, cha bạc phần con phải bơ vơ. Liêu xiêu mái nhà, liêu xiêu bóng mẹ bạc thêm mãi đầu. Nơi miền quê xa lắc xa lơ, mẹ tôi ngày đêm vẫn chờ con về khơi nguồn lửa. Chân thành cảm ơn tập thể các anh chị em lớp 12 cựu học sinh lớp 12 B2 niên khóa 1982-1985 đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành.
thành cảm tạ. Khi gió đông sang, ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu. Bóng dáng mẹ tôi lưng còng tóc bạc lòng gió. Gia đình của chúng tôi sẽ được chân thành cảm ơn chị em công nhân viên của công ty nhà bè và trưởng đoàn của công ty Impact đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm tạ. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lơ thơ tóc bạc hàng huyên sớm chiều. Gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm tạ. Nơi miền quê xa lắm xa lơ, mẹ tôi ngày đêm vẫn chờ con về khơi nguồn lửa ấm. Mẹ hiền ơi dắt lá lừa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng khi gió đông. Gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các chị em thuộc công ty kiểm hàng GS thuộc chi nhánh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm tạ. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu. Bóng dáng mẹ tôi lưng còng tóc bạc lòng gió muôn chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lơ thơ tóc bạc hàng huyên sớm chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lơ thơ tóc bạc hàng huyên sớm của xí nghiệp may công ty nhà bè chi nhánh Bình Thuận và công ty Toray đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin chân thành cảm tạ.
thương các con bao nắng mưa đời gian khó. Dù lòng mẹ chẳng no, vẫn sớt chiếc hạt cơm nghèo. Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ chẳng ăn sao mẹ no. Mẹ tôi cứ mỉm cười, có bao giờ mẹ đói đâu. Nhiều đêm thao thức hoài, đôi mắt mẹ quần thầm lắm. Mẹ ngồi khâu áo con để sớm mai con đến trường. Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ cớ sao không ngủ đi. Mẹ tôi cứ mỉm cười, có bao giờ buồn ngủ đâu. Rồi mùa đông trôi, áo mẹ rách đã nhiều rồi. Gió mùa lạnh từng cơn, mẹ nói mẹ vẫn ấm êm. Rồi mùa xuân sang, mẹ mai áo mới cho con, để con vui đón xuân về. Mẹ già mẹ chẳng cần chi. Rồi thời gian trôi, tóc mẹ tôi đã bạc rồi. Tháng ngày dài âu lo, mẹ đau nằm bên mái hiên. Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ông bà Quán Kim Hương đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm tạ. Mẹ nằm có gió, nhìn con nước mắt mẹ cười. Mẹ nay đã khỏe nhiều rồi, nên mẹ chẳng hề chi đâu. Gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các chị em tập thể cựu học sinh lớp 12B2 niên khóa 1982-1985 đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm tạ. Nhà tôi nghèo, cơm không đủ ăn, mẹ nói mẹ không đói. Kính chào quý sơ trong và các cháu trong mái ấm tình thương của hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Áo mẹ rách, gió mùa đông lạnh về, mẹ nói mẹ không lạnh. Rồi đến lúc mẹ bệnh nặng, mẹ nằm liệt giường, mẹ vẫn nói mẹ khỏe lắm con ơi. Nhiều đêm thao thức hoài, đôi mắt mẹ quần thầm lắm. Mẹ ngồi khâu áo con để sớm mai con đến trường. Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ cớ sao không ngủ đi. Nhân danh cha và con là thánh mời cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng con không ban xuống cho con hồng ân trang chứa trao rồi cho yeah.
là cha phép thắp cô cùng dừng lên trời đất. Tôi tin kính thân Chúa Giêsu Kitô là con một đất Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép đất Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu ngàn đời quan thân si ô phi la công, chịu thấm đinh trên cây thánh giá, chết và tam sinh xuống một tổ tông. Mở sách trang 297. Trong gian truân tôi đã bêu cầu là Chúa đã đáp lời tôi. Cầu mừng sau tôi lại đáp Chúa, mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa sao thuộc hội dòng Bến Thánh Giá, Nha Trang.
vô cùng thương mến. Trong tinh thần cùng một cha trên trời và với cái tấm lòng yêu mến, thương mến đối với tăng quyến của chúng con, hôm nay quý sơ cùng các cháu đến đây để kính viếng và dâng những lời cầu nguyện cho thân mẫu của chúng con. Trước cái nghĩa cử đó đã phủ lấp vô vàn cái tình yêu thương trên cái tang quyến của chúng con. Trước cái sự mất mát vô cùng to lớn, đó là chúng con phải mất đi một người mẹ, một người bà. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện xin xin Chúa ban cho quý sơ được mọi sức khỏe, sự khôn ngoan để các sơ phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người nghèo và làm ấm lại những cái mảnh đời bất hạnh. Với những cái sự việc đó, quý sơ trong mái ấm sẽ gặt được điều thành công và được cái sự cộng tác hỗ trợ của tất cả mọi người trong xã hội. Riêng các cháu tăng quyến của chúng tôi cũng xin được chúc các cháu luôn kiên định, vững vàng trong cuộc sống hiện tại của mình, được vui vẻ, được hạnh phúc và được sống như mọi người trong vòng tay yêu thương của mọi người trong xã hội. Một lần nữa, gia đình của chúng con xin được chân thành cảm tạ và tri ân quý sơ cùng các cháu ở trong mái ấm tình thương đã thương đến đây kính viếng và đọc kinh cầu nguyện cho thân mẫu của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Mẹ tôi cứ mỉm cười, có bao giờ buồn ngủ đâu. Rồi mùa đông trôi, áo mẹ sách đã nhiều rồi, gió mùa lạnh từng cơn, mẹ nói mẹ dần ấm em. Rồi mùa xuân sang, mẹ may áo mới cho con, để con vui đón xuân về. Mẹ già mẹ chẳng cần chi. Rồi thời gian trôi, tóc mẹ tôi đã bạc rồi, tháng ngày dài âu lo, mẹ đau nằm bên mái hiên, mẹ nằm cô số. Gia đình của chúng tôi xin chân thành cảm ơn phái đoàn của Ủy ban Nhân dân thị xã La Di do chính ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã La Di dẫn đầu đến đây để kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và xin được nói lên lời cảm tạ vô cùng của tang quyến chúng tôi. Nhìn con nước mắt mẹ cười, mẹ nay đã khỏe nhiều rồi, nên mẹ chẳng hề chi đâu. Mẹ nằm có gió, nhìn con nước mắt mẹ cười, mẹ nay đã khỏe nhiều rồi, nên mẹ chẳng hề chi đâu. Mẹ nằm có gió, nhìn con nước mắt mẹ cười, mẹ nay đã khỏe nhiều rồi, nên mẹ chẳng hề. Đêm đêm con thắp đèn
cho cha mẹ. Giá như chỉ một lần thôi, con được gọi tiếng cha trở lại là niềm hạnh phúc nhất trên đời của con. Mẹ, giá như con được làm lại tất cả để đền đáp lại tội lỗi của con ngày nào, đó cũng là một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của đạo làm con. Sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cha ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta.
cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ ở đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy. Một lần dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông.
chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn man nàng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta vì mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các anh chị cựu học sinh trường trung học Bình Tuy đã đến để kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, gia đình của chúng tôi được xin chân thành cảm tạ. Sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chân trước mặt Chúa tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ cũng không phải bởi cao niên, nhưng vì mái đầu bạc là sự khôn ngoan và tuổi thọ là cuộc đời thanh sạch. Người công chính đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và bởi đang sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đem đi nơi khác, và được đem như thế kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Dù kẻ lành có chết sớm, nhưng họ đã làm được nhiều một thời gian ngắn. Bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác.
dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu gì và không quan tâm đến sự kiện đó. Vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của người tỏ lòng từ bi đối với các ngài và đoái nhìn đến các kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin vào Đức Kitô, Đấng đã phục sinh từ cõi chết, tin kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt cho linh hồn Anna vừa mới qua đời. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Anna được cùng với người vui hưởng hạnh phúc trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Trước người sống như không bao giờ có sự chết hay có sự sống đời sau, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng con đang khỏe mạnh, vui sống, đang hăng say xây dựng cho mình một sự nghiệp vĩnh cửu với nhiều công đức trước mặt. Ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha yêu thương, khi từ cõi chết sống lại, Đức Kitô con Chúa đã mở nước trời cho chúng con. Nhờ lòng thương xót và nhân hậu của Chúa, xin cho linh hồn Anna và tất cả những ai tin cậy vào Chúa được vào hạnh phúc muôn đời. Với Đức Kitô trên trời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại như việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dẫu hết chân chiêm vẫn đang từng ngày mong ta. Ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Thì cha bao la như núi cao ngàn trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn lên người, chỉ mong nhìn thấy của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời,
hãy nghĩ suy lại ta tựa mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm tạ.
cánh tím rao dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con, bé đọt mộng tơi luộc rau mâm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông bìm bìm kêu ngài thơ. Được đến chỗ nghỉ ngơi, chúng ta quý vị vô tục.
Xin chân thành cảm tạ. Trên lối mồ hôi nhỏ xôi, mẹ tôi lo lắng không thôi. Từ thuở nằm nôi âu ơi con ngủ rồi. Dẫu thời ăn cháo ngô vôi, dẫu thời cơm tối sẵn khoai chẳng đầy nồi. Tình mẹ cao ca tuổi nay đã già, chân chậm mắt lòa ai đã gây ra. Cuộc đời bôn ba trong nỗi can qua,
cho đời ta vùng tròn, mẹ vui nhận héo hon. Tình mẹ thương con như biển, như non, như vành ô non, như ngọn gió chiều. Ngọn gió chiều du giấc ngủ ngon, vành ô chiếc nón cho con mộng lành. Chăm môi ôm đau chẳng ngồi, vất vả sớm tối chiều trôi, dẫu rằng trên lối mồ hôi nhỏ xôi. Mẹ tôi lo lắng không thôi, từ thuở nằm nôi âu ơi con ngủ rồi. Dẫu thời ăn cháo ngô vôi, dẫu thời cơm tối sắn khoai chẳng đầy nồi. Tình mẹ cao cả tuổi nay đã già, chân chậm mắt lòa, ai đã gây ra cuộc đời bốn ba trong nỗi can qua. Cho đời ta vuông tròn, mẹ vui nhận héo hon. Tình mẹ thương con như biển, như non, như vành ô non, như ngọn gió chiều. Gia đình Tam Quyến của chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản sứ giáo xứ Hòa Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng con. Một lần nữa gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ cha.
ngọn gió chiều dù giấc ngủ ngon vành ô chiếc nón cho con mộng làng. Thương con từ lúc khi xanh dẫu lúc con thành danh, mẹ vẫn chân thành khấn nguyện với tấm lòng thành, quỳ bên cung thánh mẹ cầu xin phước lành cho đời con. Khấn nguyện với tấm lòng thành, quỳ bên cung thánh mẹ cầu xin phước lành cho đời con. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông trong ban giám đốc bệnh viện Lao Bệnh Phổi tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi.
Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Gia đình tang quyến của chúng tôi xin chân thành cảm tạ Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa phía Nam tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhan, con phạm tội nhớ nhớ, con nhớ nhớ. Chúa luôn công chính từ nhân, khi người tuyên án nhân loại. Gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị trong Ban Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi Chức năng của tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Trong muôn mảnh tội lỗi, con thân tội lỗi, con sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu. Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa toàn thể tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van, lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lòng Chúa luôn yêu thương. Gia đình tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ cha quản sứ giáo sứ Phaolô và đến kính viếng thân mẫu của chúng con. Một lần nữa toàn thể tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ cha. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha càng sáng, như cha thì đến, như cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đừng cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính đến Chúa Trời là Cha phép thân vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính đến Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai trên bởi bà Maria đồng sinh. Chúa Phi-la-tô chịu đóng đinh trên người thánh giá, chết và tán xác xuống ruột lỗ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời bên hợp Đức Chúa Cha phép thân vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh thần, có ở thân thể này ca thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác lại người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con đầy vì danh Chúa nhân từ.
hồn anh đã được lên chốn nghỉ ngơi. Nhận xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Từ chỗ đớn đau, mẹ mẹ ơi hãy coi thương, lòng từ bi hãy chiếu soi lên mọi. Kính thưa giáo quyến, các chị em đã với anh Đức là người bạn cùng lớp. Hôm nay được tin của bà được Chúa gọi về với Chúa. Sau hành trình là con Chúa của bà nay đã toàn nguyện. Sau cuộc đời sống dung nhan, hôm nay Chúa gọi về nơi mà bà đã suốt quãng thời gian khi còn ở trần gian để cố gắng từng ngày mong ngóng để chờ ngày mà Chúa gọi về. Hôm nay trong niềm tin chúng ta tin rằng của bà An Na nơi được thể hiện trên ngôi Chúa. Trước hết xin chia sẻ đối với những người thân trong gia đình của cụ bà An Na trước sự ra đi của cụ bà, nhất là sự đau vắng của một người mẹ, một người bà trong gia đình như nó là một sự mất mát đối với con người. Điều đó ai cũng mang một niềm nỗi nhớ, và nhất là đối với những người ruột thịt thân thương. Nhưng trong niềm tin chúng ta tin tưởng rằng từ bà ra đi về với Chúa đó là một niềm hạnh phúc, vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Lời của Thánh Francisco Assisi dạy chúng ta chủ động, và giờ đây bà vui hưởng hạnh phúc thiên đàng, và tin tưởng rằng bà cũng sẽ cầu nguyện cho những người con, những người cháu và như cộng đoàn giáo xứ và những người thân của cụ bà. Chúng ta tin tưởng điều đó, và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho cụ bà An Na nếu khi còn ở trần gian này còn thiếu sót những điều gì, thì cũng xin Chúa thương đưa cụ bà An Na trở về thân nhân Chúa. Một lần nữa xin chia sẻ sự ra đi, sự trong vắng của người thân trong gia đình với gia quyến, và đồng thời cũng xin hãy tiếp tục tạ ơn Chúa với cụ bà và sau suốt cuộc hành trình làm con Chúa ở trần gian, và xin Chúa chúc lành cho bà được về hưởng tôn nhan Chúa. Ở đây xin ban phước lành cho những người đồng hiện diện nơi đây cùng của bà. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xin thiên anh chị em và ở lại luôn mãi. Trọng kính Cha quản sứ giáo sứ Phaolô, chúng con biết rằng công việc mục vụ của Cha rất là đo đoan, nhưng vì tình yêu thương với tăng quyến chúng con và cách riêng đối với em Đức, Cha đã đến kính viếng, thắp nhang và cầu nguyện cho linh hồn thân mẫu của chúng con, khiến chúng con cảm nhận được cái tình thương vô bờ của Thiên Chúa đã gửi Cha đến đây để động viên an ủi, phần nào xoa dịu cái nỗi mất mát vô cùng to lớn mà gia đình của chúng con đang phải gánh chịu. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lên những lời nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha thật nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan để Cha nhiều giấc giáo xứ mà Cha đang đảm nhận một ngày một phát triển, và trong cuộc sống, trong cuộc đời tầm hiến của Cha lúc nào cũng được nhiều kết quả tốt đẹp để trên bước đường phụng sự tha nhân của Cha được hoàn thành theo đúng ý nguyện của Thiên Chúa. Một lần nữa gia đình của chúng con xin chân thành cảm tạ Cha.
đình tang quyến của chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị trong Sở Tư pháp của tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Nào ngày chính sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van. Lạy Chúa xin xu thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ ban giám đốc bệnh viện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể toàn tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tin con. Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xô thôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lắc tâm thân tôi. Ôi thân tôi trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thắm ngước trông về Chúa tự nhiên. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi trông cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. Trong gian chuôn con đã kêu cầu và gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ các quý vị trong ban giám đốc của Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng. Chúa đã nghe tiếng. Gia đình tang quyến của chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chính đô thuộc an trại giam Thủ Đức, tổng cục 8 của Bộ Công an đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể tang quyến của chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn
thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn người thương tràn hòa sông núi cứu nguy tôi. Ôi thân tôi trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa. Thank you.
con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không. Gia đình tam quyến của chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị trong Sở Y tế của tỉnh Bình Thuận đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể tăng quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Thì Chúa đã đến thúc con một lời từ xa, tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị trong ban giám đốc bệnh viện Hàm Thuận Bắc đã đến kính viếng thân mẫu của chúng tôi. Một lần nữa, tang quyến chúng tôi xin được chân thành cảm tạ quý vị. Con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa kêu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu. Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha.